đẹp ạ. À, những cái lý do như thế này ấy, nó đều là ngu xịt hết em ạ. Để anh kể nếu như mà lý do nào nó trùng hợp với những lần trên tay em có, chúng ta nên xem xét lại. Một là anh ơi em đang bận lắm. Hai là anh ơi em đang stress lắm. Ba là anh ơi anh không hiểu được em. Bốn là anh không biết gì cả, đây là áp lực từ chỗ khác. Năm là anh không còn yêu em nữa. Những cái lý do đấy người ta gọi là lý do cất bỏ. Bởi vì nó chỉ là lôi ra để làm lý do thôi em ạ. Nên là anh khuyên em á, bảo bạn ấy có yêu thì yêu, không yêu thì cút. Chả dép bố về, chả dép bố về. Ok, ngồi đây lâu hỏng nóng lắm rồi. Bây giờ còn đéo có điều hòa nữa. Chấp nhận đấy bạn đi nhá. Nên là chúng ta cố gắng mà có một cái tình yêu nó trong sáng hơn đi. Để anh nói với em điều này này. Cái đấy là lý do em ạ. À, những cái lý do như thế này ấy, nó đều là ngu xịt hết em ạ. Để anh kể nếu như mà lý do nào nó trùng hợp với những lần trên tay em có, thì chúng ta nên xem xét lại. Một là anh ơi em đang bận lắm. Hai là anh ơi em đang stress lắm. Ba là anh ơi anh không hiểu được em. Cái lý do đấy người ta gọi là lý do cất bỏ. Bởi vì nó chỉ là lôi ra để làm lý do thôi em ạ. Nên là anh khuyên em á, bảo bạn ấy có yêu thì yêu, không yêu thì cút. Chả dép bố về, chả dép bố về. Ok, ngồi đây lâu hỏng nóng lắm rồi. Bây giờ còn đéo có điều hòa nữa. Chấp nhận đấy bạn đi nhá. Nên là chúng ta cố gắng mà có một cái tình yêu nó trong sáng hơn đi. Để anh nói với em điều này này. Cái đấy là lý do em ạ. À, những cái lý do như thế này ấy, nó đều là ngu xịt hết em ạ. Để anh kể nếu như mà lý do nào nó trùng hợp với những lần trên tay em có, thì chúng ta nên xem xét lại. Một là anh ơi em đang bận lắm. Hai là anh ơi em đang stress lắm.
đấy người ta gọi là lý do cất bỏ. Bởi vì nó chỉ là lôi ra để làm lý do thôi em ạ. Nên là anh khuyên em á, bảo bạn ấy có yêu thì yêu, không yêu thì cút. Chả lẽ cố về, chả lẽ cố về. Ok, ngồi đây lâu học nóng lắm rồi. Bây giờ còn đéo có điều hòa nữa, chấp nhận để bạn đi nhá. Nên là chúng ta cố gắng mà có một cái tình yêu nó trong sáng hơn đi. Để anh nói với em điều này này, cái đấy là lý do em ạ. Những cái lý do như thế này ấy, nó đều là cu xịt hết em ạ. Để anh kể nếu như mà lý do nào nó trùng hợp với những lần trên tay em có thì chúng ta nên xem xét lại. Một là anh ơi em đang bận lắm. Hai là anh ơi em đang stress lắm. Ba là anh ơi anh không hiểu được em. Cái lý do đấy người ta gọi là lý do cất bỏ. Bởi vì nó chỉ là lôi ra để làm lý do thôi em ạ. Nên là anh khuyên em á, bảo bạn ấy có yêu thì yêu, không yêu thì cút. Chả lẽ cố về, chả lẽ cố về. Ok, ngồi đây lâu học nóng lắm rồi. Bây giờ còn đéo có điều hòa nữa, chấp nhận để bạn đi nhá. Nên là chúng ta cố gắng mà có một cái tình yêu nó trong sáng hơn đi. Để anh nói với em điều này này, cái đấy là lý do em ạ. Những cái lý do như thế này ấy, nó đều là cu xịt hết em ạ. Để anh kể nếu như mà lý do nào nó trùng hợp với những lần trên tay em có thì chúng ta nên xem xét lại. Một là anh ơi em đang bận lắm. Hai là anh ơi em đang stress lắm. Ba là anh ơi anh không hiểu được em. Cái lý do đấy người ta gọi là lý do cất bỏ. Bởi vì nó chỉ là lôi ra để làm lý do thôi em ạ. Nên là anh khuyên em á, bảo bạn ấy có yêu thì yêu, không yêu thì cút. Chả lẽ cố về, chả lẽ cố về.
lắm lắm rồi. Bây giờ còn đéo có điều hòa nữa, chấp nhận để bạn đi nhá. Nên là chúng ta cố gắng mà có một cái tình yêu nó trong sáng hơn đi. Để anh nói với em điều này này, cái đấy là lý do em ạ. Những cái lý do như thế này ấy, nó đều là ngu xịt hết em ạ. Để anh kể nếu như mà lý do nào nó trùng hợp với những lần trên tay em có thì chúng ta nên xem xét lại. Một là anh ơi em đang bận lắm. Hai là anh ơi em đang stress lắm. Ba là anh ơi anh không hiểu được em. Cái lý do đấy người ta gọi là lý do cất bỏ. Bởi vì nó chỉ là lôi ra để làm lý do thôi em ạ. Nên là anh khuyên em á, bảo bạn ấy có yêu thì yêu, không yêu thì cút. Chả dép cũng về, chả dép cũng về. Ok, ngồi đây lâu học nóng lắm rồi. Bây giờ còn đéo có điều hòa nữa, chấp nhận để bạn đi nhá. Nên là chúng ta cố gắng mà có một cái tình yêu nó trong sáng hơn đi. Để anh nói với em điều này này, cái đấy là lý do em ạ. Những cái lý do như thế này ấy, nó đều là ngu xịt hết em ạ. Để anh kể nếu như mà lý do nào nó trùng hợp với những lần trên tay em có thì chúng ta nên xem xét lại. Một là anh ơi em đang bận lắm. Hai là anh ơi em đang stress lắm. Ba là anh ơi anh không hiểu được em. Cái lý do đấy người ta gọi là lý do cất bỏ. Bởi vì nó chỉ là lôi ra để làm lý do thôi em ạ. Nên là anh khuyên em á, bảo bạn ấy có yêu thì yêu, không yêu thì cút. Chả dép cũng về, chả dép cũng về. Ok, ngồi đây lâu học nóng lắm rồi. Yeah.
điều hòa nữa. Chấp nhận đấy bạn đi nhá. Nên là chúng ta cố gắng mà có một cái tình yêu nó trong sáng hơn đi. Để anh kể, nếu như mà lý do nào nó trùng hợp với những lần trên tay em có thì chúng ta nên xem xét lại. Một là anh ơi em đang bận lắm. Hai là anh ơi em đang stress lắm. Ba là anh ơi anh không hiểu được em. Bốn là cái lý do đấy người ta gọi là lý do cất bỏ. Bởi vì nó chỉ là lôi ra để làm lý do thôi em ạ. Nên là anh khuyên em á, bảo bạn ấy có yêu thì yêu, không yêu thì cút. Chả dép cũng về, chả dép cũng về. Ok, ngồi đây lâu học nóng lắm rồi. Bây giờ còn đéo có điều hòa.